Thưa quý vị, khoảng 2 tuần này, nông dân trên địa bàn huyện Hòa Vang đã và đang khẩn trương ra đồng nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thu hoạch lúa vụ hè thu năm 2023. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV tại xã Hòa Phong. Thôn Cẩm Toại Đông và thôn Dương Lâm, xã Hòa Phong là hai thôn có diện tích gieo xạ lớn nhất toàn xã, khoảng 200 hectare lúa thương phẩm. Với sản lượng lớn, nên ngay từ giữa tháng 8, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các hợp tác xã cùng bà con nông dân khẩn trương tiến hành thu hoạch lúa cho kịp trước mùa mưa lũ. Tiến độ thu hoạch đến nay đã đạt hơn 90%. Mặc dù năm nay xã Trà Ba trễ hơn so với các năm trước, tuy nhiên do thời tiết thuận lợi, sâu bệnh nít nên năng suất lúa rất đạt. Thì đến giờ này chúng tôi gạt được khoảng gần 50 hectare rồi. Thì qua cái đánh giá thì cái vụ hè thu này cũng tương đối là được mùa. Và nó tương đối được mùa. So với lại năm ngoái thì cái hè thu năm nay nó đạt hơn. Năm nay chúng tôi vừa gạt thì đạt được trên 61 tạ trên hectare. Theo khuyến nghị của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hòa Vang, các địa phương đã vận động các hợp tác xã tiến hành thu hoạch theo hình thức cuốn chiếu với từng trà lúa, sẵn sàng điều động xe cơ giới, máy móc và trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ gặt lúa, đồng thời hỗ trợ bao tiêu sản phẩm cho bà con ngay sau khi thu hoạch. Đối với hợp tác xã thì bây giờ chúng tôi đó là liên kết với công ty giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế đang thu mua cái sản phẩm lúa tươi nguồn ruộng của bà con nông dân tại thôn Cẩm Toại Tây đó, thì bây giờ đang thu mua có trong ngày hôm qua ngày hôm nay thì dự kiến của 60-70 tấn lúa này. Và ngày đến là bắt đầu tăng công suất lên, máy móc thì chúng tôi bỏ phục vụ là cái này là chính ở đâu thu hoạch đến đó để tránh mưa bão. Được biết, trong vụ hè thu 2023, nông dân trên địa bàn huyện Hòa Vang sản xuất với diện tích hơn 2.015 hectare. Dự kiến ngày 10 tháng 9 tới sẽ hoàn thành thu hoạch toàn bộ số lúa còn lại trên các cánh đồng.